Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Em chỉ thẳng với anh Hùng luôn. Let's go. Chính ra chỉ luôn là xong rồi. Á khẩu. Không giải thích không được. Không sao. Một đều cho nó đều. Nhanh ghê luôn. Trả thù em. Tôi mà là kia tôi đây. Đúng vậy. Lúc mà Tú vẽ thì Tú đã vẽ ra một cái tô cơm có hai cái đũa ngoạch lên trên. Trời ơi, vẽ kiểu này chết. Thì lúc đầu mình cũng chưa có mường tượng lắm. Tuy nhiên anh vẽ trái cam là rồi, hiểu rồi. Đừng làm trái tim em nhỏ máu. Đừng đúng. Đừng làm trái tim em đâu. Em là sai rồi. Đúng không? Em là sai rồi. Không phải. Gần đúng rồi. Nhanh. Đừng làm trái tim em tổn thương. Gần đúng. Đừng làm trái tim em rướm máu. Không phải. Đừng làm trái tim anh đâu. Đúng. Đúng rồi, cho anh. Yeah. Đừng làm trái tim anh đâu. Trời ơi. Không đón nó được. Quá buồn. Cảm thấy cũng hơi lung lay nhẹ. Cái nhóm này nó kiếp cảm giác là không có ai vẽ được cả. Bài đầu tiên. Thấy gì hết? Không thấy gì hết. Vậy thôi, mình đoán chung. Ok là. Không nhìn thấy gì luôn mà. Trời ơi. Anh Phục ơi, anh vẽ bài gì đây? Tự nhiên lúc đó là Nikip thấy là anh vẽ con rắn vậy nè. Vậy nó nhìn nó kỳ lắm luôn mọi người. Rồi xong rồi cái biểu đồ lên xuống. Lên như diều gặp gió. Đúng luôn rồi, về từ lòng đất. Chỉ xuống kìa em. Cái to lên. Điều thứ nhất nha, nếu như bài trong chương trình một phát chỉ xuống dưới đất, đồng ý không? Bọn em còn chơi chiến thuật. Bài mà ở trong chương trình ấy thì sẽ là chỉ xuống dưới. Còn bài mà gọi là solo của các thành viên ở trong đấy ấy, là chỉ ra ngang. Cát Tình. Hai con thằng lần con. Trời ơi. Khi mà thấy Nikip có vẻ mặt kiểu hoang mang, không đoán được ra cái từ đấy là từ gì, thì mình chỉ tay vào Pháp Kiều. Đó, bên này nè. Trời ơi, tôi đã vẽ ra như thế, xong rồi lúc đấy tôi còn diễn tả một cái dáng đi slay như này. Ghen hả? Bài ghen hả? Lôi xuống. Lôi lên. Lôi đi riêng. Lôi đi riêng. Sao ra lôi đi riêng được? Tại sao chỗ này lại có một con nồng nọc? Đây là con rắn. Là em đã ám chỉ đến thành viên đội em là Kiều. Cái này con rắn nha anh em, nhớ kỹ nha. Vẽ không được. Còn cái này là gì? Còn cái này là thành công. Biểu đồ thành công. Ra được chữ lối đi riêng quá hay luôn. Thành công nó phải gập ghềnh nó mới thành công. Con người. Anh suy nghĩ nhiều quá vậy, anh bị overthinking trong cái trò chơi này nha. Tập trung vô nha Hùng ơi. Bài hát thứ hai, chuẩn bị. Trời quá dễ luôn. Quá dễ trời ơi. Dễ đây, dễ đi. Thủy Triều. Chính xác. Thủy Triều. Chính xác. Thủy Triều. Chính xác. Chưa kịp vẽ luôn. Em chỉ thẳng với anh Hùng luôn. Rồi. Let's go luôn. Chính ra chỉ luôn là xong rồi. Á khẩu. Không giải thích được. Không sao. Một đều cho nó đều. Nhanh ghê luôn. Trả thù em. Tôi mà là kia tôi đây. Đúng vậy. Lúc mà Tú vẽ thì Tú đã vẽ ra một cái tô cơm có hai cái đũa ngoạch lên trên. Trời ơi, vẽ kiểu này chết. Thì lúc đầu mình cũng chưa có mường tượng lắm. Tuy nhiên anh vẽ trái cam là rồi, hiểu rồi. Bác cơm mặn. Kia nhìn bên kia, Kia đoán được luôn rồi. Làm sao nhìn cái này ra bát cơm được. Banh vô, ở chấm là cơm ở đúng trong. Đúng rồi. Xong rồi qua đây, cái vẽ trái cam là orange. Đúng rồi. Anh phải chưa? Hay quá ha. Cũng không biết tại sao với một cái hình tròn với ba cái chấm ấy mà ra được bát cơm mặn là siêu nha. Tiếp tục. Lúc đấy tự dưng thấy Quân chỉ vào Eric, xong rồi thấy Kiều cũng chỉ vào mình luôn. Em không ra chỗ ta sai. Ê!
ơi. Chính xác. Không kịp luôn. Tại sao đáng được? Tự dưng em nhìn Quân, Quân chỉ em. À. Trời ơi, phản lưới nhà. À sao em đá mắt sang Kiều? Thì Kiều, Kiều lắc. Ôi, kiểu này em chết, em không có thuộc bài của mấy anh em ở đây. Anh có mỗi bài thôi. Anh thích em như vậy. Đẹp trai mới có nhiều thứ yêu. Được, ok. Chú đi. Em đoán nhanh lắm nha, em nói trước á. C. C. À đèn. Bóng. Bóng. À quá dễ, quá dễ. Mở ra gì? Hát với ánh đèn. Dưới sân khấu ánh đèn, với ánh đèn sân khấu. Yeah. Hay quá, hay quá. Đèn quá. Trời ơi. Chị ơi, cái đèn kia. Cái này là ngoài chương trình. Bài ở bên ngoài là chỉ trên trời. Bài ở bên ngoài là chỉ trên trời. Bài ở bên ngoài là chỉ trên trời. 4-1. Nhưng mà khó. Chuẩn bị. Set. Ô, trời ơi, quá dễ luôn. Đâu, để coi sao. Bình Phương 4 lần. Bình Phương 4 lần. Không, sẽ xét đi ngủ. Xem. Một mình. Giấc mơ chưa? Giấc mơ chưa? Trời ơi. Chúc bạn ngủ ngon. Chúc bạn ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. À. Không ạ. Ngủ một mình. Các ạ. Ngủ một mình. Yes. Chính xác. Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Anh từng cái gói em nằm lên em ngủ nè. Anh từng tốt cơm không? Trời ơi, yếu nghề Hùng ơi. Ok. Còn cái này nè, người ta ngủ với đây, cái này mới ngủ nè. Đây, đây ngủ một mình nó như thế này nè. Mình có thể đoán được đây là bài ngủ một mình, thấy không? Bài người đi mãi mãi. Đúng. Ôi, mất một bài anh biết rồi. Mất một bài. Tiếp tục. C. Bốn từ. Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương không phải. Hoa nở không màu. Hoa nở không màu. Hay vậy trời. Không hiểu vẻ gì luôn á. Vẽ cái cây trứng cá mà em hiểu là hoa nở không à? Không, cái cây với cái hoa là vậy, có em vẽ không có đẹp thì em vẽ cái cây nó có thể ra cái hoa được. Trời ơi trời, anh nhìn cái bông người ta kìa, cái bông của anh kìa. Là nãy giờ bà Kiều bà nhìn bên kia không à, không gì của đồng đội. 5-2, đội Quang Hùng thắng. Wow. Và đội Quang Hùng một lát nữa sẽ chiến đấu với đội thắng của bên này để tranh nhất nhì. Còn đội này sẽ đấu với đội thua để tranh 3-4. Cảm ơn tụi em. Bài hát đầu tiên. C. Khó. Bài khó. Con người. Vẽ đi cô ơi. Chán ghê không được coi ha. Tự nhiên mình phải nhìn mấy anh camera. Mặt trăng ở mặt trời. Cầu hôn. Hai từ. Tỏ tình. Gần đúng. Mình mới nghĩ là chỉ chắc là liên quan đến tình yêu và gia đình gì đó thôi. Không, cái này khó thật. Ở đây Khang đúng rồi đó. Cầu hôn đúng không? Gần đúng. Nhìn bài đi Dương ơi. Khó nha. Nhìn bài đi. Hai từ thôi. Nếu mà để vẽ mà mình đoán được ra cái đấy thì đúng là đến sang năm mình mới đoán được. Một nhà. Gần đúng. Cái này khó. Anh Luân anh cũng có chơi một cái trick gọi là nhẹ ở đó. Từ đầu tiên. Em. Anh cố gắng nói không lên tiếng để cho mình đoán được cái khẩu hình. Bạn. Mình nhớ mình bạn à. Thằng cũng quan sát, mình suy nghĩ, mình suy luận một lúc. Đây gọi đây là gì? Trai gái. Bạn đời. Chúc. Yeah. Giỏi. Thật sự là vẽ một cái hình để mà có thể ra được chữ bạn đời là chắc bạn vẽ suốt đời. Bạn đời thì vẽ cái bàn ra xong khi đợi bàn. Vậy đi. Tại vì nãy giờ chưa đâu biết, cũng nhìn bên đây diễn tả mà. Được, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Khó quá. Chuẩn bị. Stay. Khó luôn. Vẽ làm sao ta? Toang rồi. Bởi vì là cái tên bài hát nó quá dài. Hay vậy? Wow.
Bạn thầy. Kiểu em là một người kiểu không dễ nảy số nhanh như thế đâu. Bạn thầy. 10/10. Trời ơi. Diễn thái gì mà gõ cho bạn sao? Anh đang trong anh. No no no. Khó, đề bài khó. Ê, Dương này. Ý là sao lại vẽ cái đó ta? Trí tưởng tượng mỹ thuật của mình thì hiện tại nó chỉ đến thế thôi. 10/10. Anh không đoán được nha. Không xin là nha. Cái gì? Hai người chéo là sao? Anh cho em xem lại từ đấy được không anh? Trời đất ơi. Trời ơi. Dương ơi. Nắm lấy tay anh. Nắm lấy tay anh. Đâu 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 đâu. Chữ tay là cuối cùng. Ủa gì vậy? Ê ê không được. Xin lỗi. Thất bại. Bài luôn. 2-0. Bên này phạm luật, bên này nói có một chữ rồi. Anh em nhạt phết. Đó là bài Ngày đầu sau chia tay. Ngày đầu sau chia tay quá khó. Tiếp tục. C. Ngôi nhà, mái nhà. Một ngôi nhà, một tấm. Và vẽ thêm một cái mái nhà. Xong anh chỉ vô cái mái nhà. Tôi biết kết quả rồi. Mái nhà mến thương. Chỉ nghĩ đơn giản thôi là mình sẽ vẽ một cái nhà, một cái lầu. Xong mình vẽ cái mũi tên đi lên. Rider là một họa sĩ. Cái cách vẽ của Rider nó quá nhiều thông tin cho mình luôn. Và khi mà nhìn cái nét vẽ của Rider, mình có thể hiểu được cả cái nỗi lòng của bài hát. Bên trên tầng lầu. Yeah. Đúng. Trời ơi, cái đó là cái mái nhà. Trời ơi. Cái nhà có cái thang, anh ở bên trên lầu 2. Cái đó là nhà có một tấm mà. Trời ơi, tôi vẽ 2 tầng đấy. 1-2. Nhìn anh nhá. Sang bàn tỷ số ấy. Người ta đồn là Hiếu thứ hai vẽ đẹp lắm. C. Wow. Bài đấy, ok. Trái tim nhiều ngăn. Cắt đâu nói sau, cắt. Bơi qua con tim. Trái tim rướm máu. Mấy chữ. Sáu chữ hả? Mình vẽ một trái tim. Và bên trong đó là một cái ơ gông bị tổn thương. Và một cái dấu x là đừng. Thế giới luôn. Đừng làm trái tim manh động. Đừng làm trái tim em nhỏ máu. Đừng đúng. Đừng làm trái tim em đau. Em là sai rồi. Đúng không? Em là sai rồi. Không phải. Gần đúng rồi. Nhanh. Đừng làm cho tim em tổn thương. Gần đúng. Đừng làm cho tim em rướm máu. Không phải. Đừng làm cho tim anh đau. Đúng. Đúng rồi, cho anh. Yeah. Đừng làm cho tim anh đau. Trời ơi. Không nói nó được. Quá buồn. Chuẩn bị. Nghĩ ngay tới là thôi vẽ là đại một cuốn sách đi. Mấy chữ? 2 chữ. Bài hát gì mà liên quan đến sách ta? Thơ. Gần đúng. Nam thơ. Gần đúng. Sau khi Hơi Đi Khang vẽ cái quyển sách nè, sau đó là chỉ Đức Phúc với Eric á, Isaac cũng đã ngờ ngợ rồi. Tôi biết rồi. Là Dương nhìn là sẽ sang cả tổng thể sang bên kia. Cái này là cái gì mà trông huynh hoang nhỉ? Thế sĩ. Đúng. Hóa ra là anh em diễn tả chữ sĩ á. Chỉ em không nhìn rõ. Anh chỉ tôi cũng. Hey. Ok. Trời ơi, thì Isaac nghĩ là chỉ cần vẽ một cái bếp với lại một cái nồi thôi. Mấy chữ anh ơi. Nấu ăn cho em rồi. Gần sạc. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21/8 tại ticket.vshop.vn. Giỏi. Bằng phương pháp khoa học nào mà cái bánh ú này ra nấu ăn cho em? Anh cái đấy em không biết, em thấy Dương. Đấy em tả em nấu này, nấu. Xào nấu gì đó. Mà có chữ nấu ấy, em chỉ biết là nấu cho em thôi. Đấy. Hay thiệt. Thiệt quá. Isaac ơi, em vẽ cái gì đây vậy? Không phải, cái này là lửa nè, rồi ở đây là cái nồi nè. Tô phở đó. Hơi bốc lên nè, em chưa kịp giải thích. Cái lửa mà đốt ra tới đây à? Thì tưởng tượng là nó đang có cái nồi, cái đồ ăn trong này nè. Nó đứng ở trên cái nào mà nó bay được lên đó. Không biết sao vẽ cái đó ra, mọi người lại nhìn không ra cái đó là cái bếp ta. Xê. Oh,
Trời ơi, đây là một cái chủ đề khó nhất mình chỉ biết ở vẽ con gái này. Vì có một cô gái nhưng mà phải xinh là mình không biết vẽ cái gì nữa. Mái tóc người xưa, mái tóc dài. Mình không thể biết được bài đó luôn, đơ luôn, không biết nói gì luôn á. Này là gì? Này là gì? Váy. Cô gái đó mặc váy. Đó. Cô gái. Khó quá trời. Năm chữ cô gái. Cũng nghĩ khi mà làm cái này sẽ có gái làm duyên, làm dáng, đánh phấn, tô son, trang điểm, make up. Rất là nhiều thông tin chạy trong đầu mình luôn. Cô gái làm duyên. Cô gái làm duyên à? Cô gái xinh. Gần đúng. Cô gái xinh. Tại vì Rider vẽ quá chuẩn chỉ luôn. Mà cậu ấy vẽ cái tỷ lệ khuôn mặt đó hoàn hảo. Từng đường nét cơ thể của người cô gái đấy, cái làn tóc của cô gái đấy, nó đã toát lên một cái vẻ xinh xắn như thế. Trời ơi, cái gì vậy? Giữa. Khó anh ơi, khó. Khó quá vậy ta? Trời ơi. Ý. Wow. Cô gái. Trời, đừng có chỉ nữa. Anh đừng có chỉ nữa, anh làm cái gì khác đi. Làm con gái vệ sinh. Làm con gái vệ sinh. Trời ơi. Khó tả lắm. Khó tả cái này. Làm gì? Khó thế. Để khó thế. Không biết tả thế nào luôn, khó lắm. Khó. Nhưng mà như này hợp với bọn em ấy. Nhóm hai nhóm bọn em mà cần những đề bài khó. Đây, khó đây. Em muốn khó anh cho em khó liền luôn. Thấy anh tốt vậy núi rồi sao nữa, đâu sao nữa. Đây, khó lắm nè. Hai tê lên. À là đất một tung tí. Trời ơi. Alo. Dễ nha Khang ơi. Người miền núi chắc. Người miền núi chắc. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi. Yes. Người miền núi chắc. Trời ơi. Anh không biết bài này. Không biết. Wow, ok. 4 điều. Câu lần này ơi. Đây là trận cuối cùng. Wow. Trời ơi, anh ơi, chết anh rồi. Sao trọng trách quan trọng lên lưng anh vậy? Dương ơi, tên anh. Ráng lên. Quẹo em tí đây. Cố lên Dương ơi. Để xem anh sai của chúng ta với ông hoàng ngôn ngữ, chuyên gia ăn nói. Cái bài tiếp theo. Si tình đúng không? Si tình nghe vậy trái tim nè. Mà si làm sao? Làm sao để si đây? Đó, vậy một cái mặt nhìn trái tim đắm đuối. Hay à. Câu không? Hay à. Lúc anh chỉ nghĩ được vẽ được cây si thôi, trái tim thôi. Là si tình. Gần đúng. Anh này sẽ không hiểu. Phải đánh vào Hoàng Thùy Linh, tức là HTL. Si tình. Go. Yes sir. Ghi chữ nè, đâu được ghi chữ đâu. Không được ghi chữ. Được không? Chưa hẳn thì được. Không được viết chữ. Em mình thắng rồi. Đúng rồi. Ôi giỏi là chơi lại cái game cuối đi anh. Không biết. Không biết rồi thiệt. Xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau. Đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Lại một vòng đi. Lại vòng nghe, đi. Nghe.
Bây giờ mọi người có chịu chơi lần cuối không? Hình này cắt nha, cắt lại. Hình này sao cắt được? Hồi nãy Thu Thi là đã hơi phạm luật rồi. Mọi người bị OVT quá. Số 2 đấy là con rắn. Chứ nó không phải, không hề là số 2. Cái đấy mọi người nói là chữ T, nhưng mà nó không phải là chữ T. Nó là cái cây. Cái cây và rắn thì nó ở đâu? Nó phải trên núi. Hiểu sai hết hoàn toàn ý đồ vẽ của Tú. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó cũng ráng cố gắng đúng lướt rồi. Qua được. Còn cái này là quá lộ liễu rồi. Nghe đây, ông trời đã nói rất rõ trong cái này, hình này, hình nào nó có số phận của nó, hỏng theo luật. Quá rõ ràng, trời ơi. Nhưng nó cũng có thể là hãy thử lại, hãy thử lại, hãy thử lại. Không chơi. Đây, những người còn lại, ai đồng ý chơi lại, giơ tay. Ôi, chơi lại thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi, kết quả thế rồi, thôi chơi đi. Ôi, chơi đi, sợ thua hay gì mà phản đối quá à. Tôi tin lên coi. Anh thắng cho em. Đến anh. C. Vẽ đại gì thằng ơi. Mấy từ? Cắt. Cắt đôi nước sầu á. Cắt. Cắt đôi nước sầu á. Cắt đôi nước sầu á. Cắt đôi nước sầu á. Ủa cái đó nó sầu rồi mà. Chính xác. Trời ơi. Ai thắng anh? Mình thắng. Trời ơi. Quá thuyết phục. Quá thuyết phục. Thôi được rồi, không sao đâu. Không sao, không sao. Không khóc. Thôi thua, chấp nhận. Các bạn thân mến, vào vòng này chỉ chơi 5 bài hát cho hai đội mà thôi. Chuẩn bị. Bao nhiêu từ anh Phúc ơi? 4 từ. Ôi, con gái nha. Cô gái mở đường. Trời ơi. Hay hay hay. Công chúa bong bóng. Đúng. Công chúa bong bóng. Đúng. Giỏi. Hay quá. Nè, cái này mới bong bóng tôi ơi. Anh Atut là bong bóng khác, bong bóng thổi. Bong bóng rồng. Công chúa bong bóng. Rồi, 2, 3. Hay quá. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Ủa gì vậy, hay vậy? Cái nghề thuật lạ quá ha. Phong thái hay vậy ta. Trời ơi. Thua. Này trừu tượng quá. Ôi bên kia là cái gì nè? Cô nhảy xuống gì nè. Chị ngã em nâng. Đúng. Sao nào? Đúng rồi. Hay quá anh ơi. Sao ngã xuống? Ngã ngửa luôn nè. Rồi đỡ lên nè. Còn bên này là gì? Đây là ký hiệu riêng của team em. Team thì bọn em sẽ làm là chữ E. Oh. Nâng. À, chị ngã là em. Nhưng mà cái nét đầu của Captain là sao ta? Nét đầu này là để em chống cháy. Tức là lỡ mà em có không vẽ được gì thì em vẫn có cái để vẽ. Trời ơi em ơi, thiên tài. Thông minh quá, cộng đồng mạng tự hào về em. Em tưởng là ký họa, ký tên rồi đó. 5 bài hát, hiện nay bên này đã thắng 2. Vậy lần này nếu như team của Đức Phúc mà thắng thêm một bài nữa là thắng luôn. Chuẩn bị. Oh. Wow. Nhớ báo tư anh ơi. Mấy từ liền Khang? Vẽ đi. Cái gì vậy? Hay quá Khang ơi. Mấy từ? Con tim đầy vơi. Đúng rồi đó, bé Khang đang làm đúng nha.
hết thương cạn nhớ. Không mà cái này hay rồi. Khang giải đúng, tại anh, tại anh. Đội Đức Phúc thắng 3-0. Hạng 3 xin chúc mừng. Chúc mừng. Xin đáng, xin đáng. Là đội của Atus hạng 4. Trời ơi. Không sao, không sao, không sao. Đây là phần tranh nhất nhì của team Quang Hùng và team Hiếu thứ hai. Xin mời hai thành viên đầu tiên. Xin. Tim, trái tim bên lề. Mấy từ? Trời ơi. Từ mấy từ? Hai từ. Tim. Chỉ. Yêu. Tim yêu, yêu hả? Son. Gần đúng. Mấy từ, mấy từ? Đất, gần đất xa trời. Các lớp sen, lớp sen. Yeah. Hay quá. Các luôn. Hay quá. Gai, 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 gai. Cái đó là cái gì anh Luân? Biển kìa. Đồ hồ cát. Cái đó là lớp dun nhưng mà lớp sen. Chuẩn bị. Game, game, game. Mấy, mấy, mấy. Xong phố vừa. Xong phố vừa. Đúng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chưa kịp luôn. Giỏi, giỏi, giỏi quá. Một đều. Một đều. Kết tính ạ. À. Bài này vui nè. Mấy từ đã? À hình như anh chỉ dơ nhiêu đây thôi. 4 từ. Dơ lên là 7 từ. À... thì mình chỉ biết vẽ mỗi trái tim xong mình quay ra mình mới chạm. Chạm. Cái gì vậy trời? Cái gì chuyện đã thấy ghê vậy hùng? Nhịp đập trái tim. Một trái tim đầu. Thêm đi, thêm đi, thêm đi. Chạm, chạm, chạm vào tim anh. Cái mình nghĩ là, ủa cái bài hát này có 4 từ. Chạm khẽ tim anh 4 từ. Đâu, đúng. Chạm khẽ tim em. Chạm khẽ tim em một chút thôi. Lại là phát triển. Ủa, 4 từ mà. 7 từ, 7 từ, 7 từ. Hay quá em ơi. Ôi, em tưởng là 4 từ. Ồ. Chạm khẽ tim anh, tiếc ghê, nói một câu là Pháp Kiều đoán ra được liền. Có lên, có lên, có lên, có lên, có lên, có lên. Hai đều đi cho chung kết nó vui anh ơi. Đúng rồi. 2, 1. Cái này hay nè. Rồi. Ôi, ghê vậy. 8 chữ, 8 từ, 7 từ, 8 từ. Dẻ, dẻ, dẻ trước cái đó, dẻ đi. Dẻ cái gì vậy ta? Cô gái, chàng trai. Đồ hạnh phúc lấy cô đơn. Hay nè, đây hay nè. Nhìn như cái ghế đẩu vậy. 7-8 từ á, 7-8 từ á. Trái tim ta không thuộc về nhau. Gần đúng. Khác, khác. Khác hay em khác? Chúng ta như là tình nhân. Trời ơi, đâu ra mấy cái bài đó vậy anh xin? Đúng rồi. Bò, bỏ. Em, cái tên là cái gì ta? Chữ xẻ. Cái bây giờ dễ chiếc xe lên. Nó xe thì thêm dấu ngã nữa là hành xẻ. Cái đấy là cái gì ta? Lăn à? Em sẽ trở thành người khác. Gần, gần đúng, gần đúng. Sắp, sắp, sắp. Sắp, sắp. Em sẽ gặp một chàng trai khác. Tôi em sẽ gặp một chàng trai khác. Yeah. Em sẽ gặp một chàng trai khác. Tôi em sẽ gặp một chàng trai khác. Yeah. Yeah. Tôi em sẽ gặp một chàng trai khác. Yeah. 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 Hay, hay, hay. Không biết mày này. Có, có. Hay quá, giỏi quá Kiều ơi, xe ngã xẻ hay thiệt. Nói chung là vừa đẹp mà vừa thông minh rồi đó. Hồi nãy tính giải con chim sẻ mà sẽ dán ra một câu. Hay quá anh em, quá tuyệt vời anh em, hay quá. 3-1, team Quang Hùng thắng. Chúc mừng. Anh em đánh tôi. Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.